từ đầu vào top 3 skill chinh phục ST dành chọn cho những bạn bị mất gốc hóa. Hôm nay là buổi học lấy gốc hóa học kinh điển nhất dành cho các bạn và các em. Câu số 1. Hợp chất hữu cơ đơn chức X có công thức phân tử C4H8O2, số đồng phân axit của X là bao nhiêu? Các bạn có thể làm mọi cách khác nhau, nhưng cách này của thầy Minh đảm bảo là nhanh nhất. Các bạn chỉ đọc cho thầy 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3, 4, 5, 2, 4, 8 các bạn nhé. Mình có này 3, 4, 5, 2, 4, 8, được không ạ? Đây này, mình có này axit thì gì? C4H8O2. Vậy mình sẽ đưa nó về là COOH. Vậy đây là có C4 rồi. Vậy 4 trừ đi 1 thì còn 3. C3H7. Vậy đây có số 3 này. Mình đọc 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy 3 này có 2. Đáp án đúng đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Được chưa? Có 2 đồng phân axit của X. Thế tương tự là tương tự các bạn có thể làm cho thầy câu số 2 được không ạ? Câu số 2 chúng ta đáp án gì ạ? Mất gốc chui vào đây. Thầy Minh rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em có thể tác giúp thầy Minh các bạn bị mất gốc của các em vào đây, bởi vì đây là một buổi học mà thầy Minh hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em mất gốc, không còn sợ môn hóa nữa nhá. Nào câu số 2. Câu số 2 ạ. Số đồng phân axit của C5H10O2. Số đồng phân axit của C5H10O2 là gì ạ? Đây. Axit này của C5H10O2. Các bạn có comment cho thầy Minh được không? Bạn comment xem đáp án gì ạ? Rồi, tiếp dưa các bạn. Câu 1 đáp án A chính xác. Bây giờ đồng phân axit C5H10O2. Các bạn nôm thầy Minh hướng dẫn nhá. Nhìn thật kỹ nhá. Nhìn thật kỹ vào đây nhá. Cái này là tụi mà nó mất gốc thích lắm. C5H10O2 đưa về COOH. Được không ạ? C5 này bỏ đi một carbon thì còn là C4. Đúng không? H10 thì nó còn là H9. Nào đọc cùng thầy Minh này. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy này, mình có 4 có mấy? 4 có 4. Đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án E, có 4 đồng phân axit nhá. E có 4 đồng phân axit. Câu số 3. Số đồng phân axit có công thức phân tử C6H12O2. Nào, số đồng phân axit. Các bạn cẩn thận nhá, những câu này của thầy Minh là nhiều câu thầy Minh thả boom đáp án ấy. Cứ cho thoải mái, đừng có kinh. Nhiều lúc thầy lừa đấy. Những bạn nào học thầy Minh thì biết, thầy Minh rất hay lừa các em. Nào, C6H12O2. C6H12O2 nhé, các bạn cùng làm với thầy Minh nhá. Xem này, xem này, đưa nó về axit này. COOH này, C6 trừ 1 carbon còn C5H11. Nào cùng đọc với thầy Minh này. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 5 có mấy? 5 có mấy các em? Hét to đi xem nào. 5 có mấy ạ? 5 chúng ta có 8. Vì vậy đáp án E chúng ta là 8. Đấy, các bạn thấy không? Vừa rồi thầy Minh vừa khởi động cho các em về skill 3, 4, 5, 2, 4, 8 với đồng phân axit là của chương trình lớp bao nhiêu? 11. Còn bây giờ mình mới vào lớp 12 này. Mất gốc đã yên tâm chưa? Mất gốc đã bớt sợ chưa? Thầy Minh rất mong muốn tất cả các bạn và các em mất gốc đã và đang theo dõi buổi học này thì hãy tag giúp thầy Minh tất cả các bạn bị mất gốc và đang sợ hóa của các bạn của các em vào đây. Ok. Câu số 4 ạ. Số đồng phân ST ứng với công thức phân tử C3H6O2. Bây giờ là chơi thẳng sang ST. Bây giờ là chơi thẳng sang ST. Số đồng phân ST ứng với công thức C3H6O2 là. Bây giờ chúng ta phải giải làm sao mà xác định được số đồng phân ST. Thế thì ST của chúng ta nhìn thấy O2, nó là dạng ST đơn chức nên nó sẽ có dạng là R1COOR2. Vậy câu chuyện đơn giản nhất, bây giờ các em chỉ cần xác định cho thầy xem R1 cộng R2 bằng mấy carbon. Nào, comment cho thầy này. R1 cộng R2 bằng mấy carbon?
R1 cộng R2 bằng mấy carbon? Các bạn nắm được không? R1 cộng R2 bằng mấy carbon? Bằng mấy C ạ? Mấy ạ? Rất nhiều bạn bị lừa. Rất nhiều bạn bị lừa luôn. R1 cộng R2 bằng mấy? Đây này. 3 trừ đi 1 thì còn 2. Đúng không? Vậy R1 cộng R2 bằng 2. Điều kiện ở đây R1 chúng ta lớn hơn hoặc bằng 0. R2 lớn hơn hoặc bằng 1. Vậy ta sẽ có 2 bằng tổng của 0 cộng 2, 1 cộng 1. Được không? Và mình có 3, 4, 5, 2, 4, 8. Còn gì ạ? 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1 mà thôi. Những bạn nào mà không biết tại sao như vậy và muốn hiểu hơn, sâu hơn về phương pháp 3, 4, 5, 4, 8 thì inbox cho fanpage của thầy nhá. Thầy sẽ gửi link cho các em để các em coi, để em làm chắc lại đó. Được không ạ? Vậy mình sẽ có này, 0 có 1, 2 có 1, 1 có 1, 1 có 1, nhân lại với nhau này. 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Vậy mình sẽ có 2 đồng phần đơn chức nhá. 2 đồng phần đơn chức. Vậy bây giờ sang câu số 5. Mất gốc ơi, mất gốc hiểu bài không ạ? Mình sang câu số 5 nào các em. Câu số 5 đáp án gì ạ? Số đồng phân STE ứng với công thức phân tử C4H8O2 ạ. Nào câu số 5 ạ. Câu số 5 ạ. Số đồng phân STE ứng với công thức phân tử. Nào, số đồng phân STE ứng với công thức phân tử C5H10O2. Số đồng phân STE. Nào nào, câu 5, nhanh tay lên ạ. Nhanh tay lên các bạn. Đây này các bạn. Thắc mắc đây này, 5B à thầy? Chưa biết. Dùng 3, 4, 5, 2, 4, 8 mới biết. Nào nào. Ở đây mình có này. C4H8O2 nhá, các bạn cùng quan sát nhá. C4H8O2 nhá. C4H8O2 này. Ta có này. Đây các bạn nhìn kỹ này. R1 cộng R2 bằng mấy carbon? R1 cộng R2 bằng mấy carbon ạ? Các bạn comment cho thầy mình được không ạ? R1 cộng R2 bằng mấy carbon? Mấy ạ? Mấy? 4 bỏ đi 1 đúng không? Thì còn 3 thôi. Và giờ mình phân tích này. 3 thì bằng 0 cộng 3, 1 cộng 2 và 2 cộng 1. Đúng không ạ? Nào, đọc cùng thầy nào. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Còn 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1, 1, 1. 3 mình có mấy? 3 mình có 2. Vậy này, ở đây mình có này. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Số đồng phân STE nhá. Số đồng phân STE của chúng ta là bao nhiêu ạ? Số đồng phân STE của chúng ta là bao nhiêu? 4 nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. B bỏ. Ok chưa? Ok chưa? Rồi. Mất gốc ơi, mất gốc đỡ sợ chưa? Thấy skill của thầy kinh điển không? Mất gốc đỡ sợ chưa? Nào đây. Câu số 6 mất gốc cùng làm cái này thế nào? Câu số 6 mất gốc cùng thầy cùng làm cái này thế nào? Câu số 6 đáp án gì ạ? Nào. Câu số 6 á. Nào. Câu số 6. Câu số 6 đáp án gì ạ? Câu số 6 hay không? Skill này của thầy cực kỳ kinh điển. Nó san phẳng tất cả. Sẵn phẳng tất cả các câu đồng phân STE nha. Đây là skill mà tất cả các bạn mất gốc cực kỳ thích. Và thầy Minh là người hỗ trợ các bạn. Yên tâm ạ, thầy sẽ đi giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em, để các em không bao giờ bị sợ về môn hóa nữa. Có thầy ở đây rồi nha. Thầy bao thầu hết. Đúng không? Không cần phải đi hoang mang nữa. Được không? Có thầy đây nha, yên tâm. Câu số 6 này. Nào câu số 6 các bạn comment đáp án thì mình xem câu số 6 đáp án gì. Câu số 6 ạ. Nào câu số 6 đáp án gì ạ?
Đồng phân este đơn chức. Đây mới chỉ là một skill trong buổi học ngày hôm nay thôi. Buổi học ngày hôm nay thì mình tặng các bạn 3 skill kinh điển cơ. 3 skill kinh điển nhá, 3 skill cực kỳ kinh điển dành cho tất cả các bạn và các em. Các bạn cùng cùng comment cho thầy xem là câu 6 đáp án gì ạ. Các bạn cùng comment xuống phía dưới nhá để thầy biết xem là các bạn làm đúng hay làm sai nhá. Câu số 6 ạ, câu số 6. Đồng phân este đơn chức mình lại đưa về dạng là R1 nhỉ. Mình lại đưa về dạng là R1COOHR2 đúng không? Mình đưa về cái dạng này thì câu chuyện nó là quá là đơn giản hơn rồi. Các bạn có thấy nó quá là đơn giản hơn không? Nó cực kỳ là dễ dàng cho các bạn không ạ? Nào. R1COHR2. Đáp án ạ. Đáp án là gì ạ? Đáp án là gì ạ? Câu chuyện đơn giản quá nhỉ. Câu chuyện quá là đơn giản luôn. Nào. Đáp án ạ. Ta có này. R1 cộng R2 bằng mấy carbon các em? Nào các bạn comment đáp án thì R1 cộng R2 bằng mấy? R1 cộng R2 bằng mấy carbon? R1 cộng R2 bằng mấy carbon? Mấy ạ? Mấy ạ? Nó có dạng là R1 COOR2. Vậy R1 cộng R2 bằng mấy? Các bạn lưu ý nha. C5 phải bỏ đi một carbon thì còn 4 thôi. Đúng chưa? Các bạn nhớ chưa? Sau đó tiếp tục này, mình có này 0 cộng 4 này nhá. Mình có 0 cộng 4 này. Mình có là bao nhiêu ạ? 1 cộng 3, 2 cộng 2 và 3 cộng 1. Được chưa? 0 1 2 có mấy? 0 1 2 là chỉ có 1 thôi. 1 1 1 1 1 3 4 5 2 4 8 đúng không? 3 4 5 2 4 8. Vậy này, 3 mình có 2, 4 mình có 4, 1 nhân 4 bằng 4, 1 nhân 2 bằng 2, 1 nhân 1 bằng 1, 2 nhân 1 bằng 2, 4 cộng 2 cộng 1 cộng 2 bằng mấy? 9. Các bạn thấy kinh điển không ạ? Các bạn thấy kinh điển không ạ? Tổng cộng chúng ta có 9 ở phần. Nhá. Hay không ạ? Xịn không ạ? Bao nhiêu bạn thấy xịn thì comment xuống dưới để mình biết được không ạ? Đây mới chỉ là một skill trong hai skill thì mình dành tặng cho các em thôi. Hai skill thì mình dành tặng cho các em thôi. Nhá. Thế thì này các em ạ, thầy Minh đã thấu hiểu được cái nỗi đau của rất nhiều. 86A này, phân tử khối này là 74. B này. Được không ạ? Thì bằng này 3,08. Ngon nhá. Bây giờ đến phương trình số 2 là mình sẽ đi bảo toàn hydro. Bảo toàn hydro. 3 cộng với lại 3 là 6, 6A cộng với 3 cộng 3 là 6B thì bằng 2 nhân 0,12. 2 nhân 0,12 bằng 0,24. Vậy đến đây mình tìm được AB ạ. 86 bằng 74 bằng 3,08 bằng 6 bằng 6 bằng 0,24 bằng A bằng 0,01. A bằng 0,01. B bằng 0,03. Vậy hoàn toàn mình tìm được phần trăm nhá. Phần trăm là bao nhiêu? 0,01 chia tổng. Phần tổng số 0,01 cộng 0,03 bằng 0,04 nhân với 100%. Thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu ạ? Bằng 25%. Ô thầy làm gì mà Hồng Anh dỗi? Đấy chưa? Đáp án đúng đáp án này. Đây này, có nhiều bạn còn hỏi thầy là tin chuẩn không này. Thì bạn nào không tin bạn ấy thử gạch thằng B đi. Giải A và C mà. Cũng đang. Xịn chưa? Xịn chưa? Thế nếu mà không tin thì mình sang câu 14 này. Không tin thì sang câu 14. Ai không tin sang câu 14 làm thử nào. Ai không tin sang câu 14? Thế giải tiếp cho các bạn nhìn câu 14 nhé. 14 nhé. Hỗn hợp X gồm anilin acetat. Đây. Anilin acetat là CH3COO CH. Anilin này. CH2 này.
CH nối đôi CH2. Etinacetat CH3COO CH5. Etinpropionat CH2H5 COO CH5. Đốt cháy hoàn toàn 29 gram. Đốt cháy thì thu được CO2 H2O. Nào, mình sẽ có số mol nước bao nhiêu? 23,4. 23,4 chia cho 18. Số mol nước chúng ta bằng 1,3. Thế là vẫn câu chuyện như vừa nãy đúng không em? Vẫn câu chuyện như vừa nãy nhỉ. Đề bài hỏi khối lượng của anilin acetat là đây, A đây. Đây là B, đây là C. Được chưa? Thế thì ở đây mình sẽ có này. Ở đây mình sẽ có một cái điều này. Câu chuyện đơn giản lắm. Hai dữ kiện, ba ẩn hai dữ kiện, mình gạch đi một ẩn nhá, gạch đi một ẩn. Câu chuyện đơn giản lắm. Bây giờ mình gạch đi một ẩn đây cho Tiến này. Bạn Tiến, bạn ấy đang thắc mắc là thầy dạy hay mà ít người biết. Ừ, thôi thì chấp nhận tí, thầy không có bỏ tiền ra marketing, thầy cũng chẳng làm theo công ty nào thì phải chấp nhận thôi em. Bởi vì mọi người đi marketing nhiều lắm, xong rồi chửi nhau, đấm nhau, đánh nhau. Thầy thì lại theo duyên, có nghĩa là những người nào có duyên thì sẽ được học thầy, còn những người nào chưa được học thầy thì có nghĩa chúng ta chưa có duyên. Và rất là mong muốn là các em đã biết là thầy dạy hay rồi, các bạn để giới thiệu thầy đến tất cả các bạn hoặc các em giúp thầy nhá. Thế là thầy vui lắm rồi. Thế thầy vui lắm rồi nhá. Nào thôi Tiến này, em gạch cái gì? Đừng gạch A nhá. Đề bài hỏi khối lượng anilin acetat gạch A đi, là không ra là học. Rồi vừa nãy mình gạch anh C rồi, bây giờ mình gạch anh B nhé. Gạch nó đi. Giờ giải này, hệ phương trình. Nào cùng làm với thầy nào. Nào mình có nè. Phân tử khối rồi. Úi giời, anh này C5 cơ. Phân tử khối 100A cộng với anh này phân tử khối bao nhiêu đây? Khó đấy. 102C. Thế thì mình nhập nhanh không? Bằng 29. Phương trình thứ hai mình đi bảo toàn hydro. 3 cộng 2 là 5, 5 bằng 8A cộng với lại 10C thì bằng 2 nhân 1,3. Đến đây mình sẽ tìm được 100 này bằng này, 102 bằng này, 29 bằng này, 8 bằng này, 10 bằng này, 2 nhân 1,3 bằng này. Đây ạ. A bằng, thầy bấm nhầm nhỉ? Đây là 100. 100 C5 H8 O2, đúng rồi, 100 C5 H10 102. Đúng ạ. Rồi, 8x. 8 đúng rồi. 10y. Đúng rồi. Bằng 1,3 x 2. Rồi, 2,6. Rồi, x bằng 31 phần 230. 31 phần 230. Y bằng C bằng 7 phần 46. Vậy ạ. Đến đây mình tìm được khối lượng của anilin acetat. 31 chia 230 nhân với 100 bằng 13,47. Ô thì là đáp án E rồi. 13,47 rồi, đáp án E các em nhé. Câu này đáp án E. Được chưa? Câu này đáp án E. 13,47. Câu này chắc thì mình đang lỗi đẻ. Câu này thì mình đang lỗi đẻ. Câu 15 ạ. Câu 15 ạ. Câu cuối cùng của buổi học ngày hôm nay ạ. Câu 15 này. Đây, câu 15 mình làm nhé. Mình làm nhé, mình làm cho xịn nhé. Hỗn hợp X gồm này. CH3 này. CH này. OH này. COOH này. HCHO này. CH3COOH này. HCOOCH3 này. Hóa vàng hoàn toàn nó hợp X. Cần về với khí oxy thu được CO2 H2O, hấp thụ hết sản phẩm vào nước vôi trong. Dư thu được kết tủa CaCO3 30 gram.
thì mình tìm được số mol nó là 30 trên 100 bằng 0,3. Thế ngay tức do xe là lần dư mà số mol kết tủa bằng 0,3, mình sẽ luôn luôn có số mol CO2 chính bằng số mol kết tủa. Vậy là bằng 0,3. Nhá, số mol CO2 là 0,3. Ngon lành nhá. Giờ này xác định V. Ôi, khó thế. Xác định số mol của oxy à? Mỗi ẩn. Mà bây giờ mình cần tìm được A, B, C, D mới được ạ. Ủa, có mỗi ẩn thôi. Một dữ kiện. Mà tận 4 ẩn. Một dữ kiện đây. 4 ẩn. Thôi lại sử dụng chiêu Thế Minh nhỉ. Gạch đi số ẩn bằng số dữ kiện. Thôi bây giờ mấy thằng kia dài lắm. Gạch hết mấy thằng dài dài đi. Đây cho cháu này chạy. Ok không? Giờ bảo toán carbon này. 0,3 chia 1. Vậy B bằng 0,3 luôn. Giờ viết phương trình cháy. CH2O cộng oxy tạo thành CO2 cộng H2O. Đúng không em? Cân bằng này. 1 carbon, 1 nước, 2 cộng 1 là 3. Đủ rồi. Số mol 0,3. 0,3. Suy được luôn. 0,3 mà nhân 2,4. 6,72 lít. Kinh điển chưa? Bây giờ các em gạch bất kỳ thằng nào cũng thế. Đều ra đáp án như vậy. Đấy là sự kinh điển. Trong 3 phương pháp top 3 skill mà thầy Minh chuyên dạy cho các bạn lớp VIP hôm nay, dạy cho tất cả các bạn và các em. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Và những bạn nào mà bị mất gốc muốn tham gia khóa học của thầy Minh thì vui lòng inbox cho thầy Minh để thầy Minh hướng dẫn các em đăng ký nha. Mau lên, bởi vì đây là lượt đăng ký cho các bạn mất gốc cuối cùng. Và buổi học ngày hôm nay thì mình xin phép kết thúc tại đây. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp lại. Tại sao lại gạch được thì ở trong khóa học thầy Minh đã giải thích. Ok, bye bye, chào tạm biệt các em.